Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay review cho mọi người xem một cái loại mới này. Đây là ôi dồi ôi, đứt dây rồi. Cái dây này để lâu bị đứt rồi. Trời nắng. Cái hắn đứt việc của hắn. Cái dây chún bị đứt rồi ạ. Đấy, giờ đi sâu vào nhá. Đây giờ đi sâu vào càng tốt. Ngồi sâu vòng. Cởi đi cho mát đi. Sâu vòng vào. Cứ một hạt to xen kẽ một hạt nhỏ này. Nước sôi và tắt, nhanh nào, tích bỏng lắm. Xin kẽ một hạt nhỏ. Đây, rơi nằm ở đây. Rơi xuống đây đây. Hạt nhỏ. Đây, tiếp tục một hạt to. Đi ra dưới chân nào. Dầu hạt nhỏ này. Ê. Đó, đi ra dưới chân. Ê. Nằm rời xuống đây. Xin sâu vào hạt nhỏ vào. Hạt nhỏ này. Tiếp tục một hạt to này. Có cả cái lắc con này. Lắc chìa khóa này. Sâu lắc chìa khóa vào đây. Đấy. Một hạt nhỏ. À đây cho hạt to này. Hạt to này. Tiếp hạt nhỏ này. Đấy. Hạt to này. Hạt nhỏ này. Ố. Nhỏ rất là khó làm. Làm chắc người ta có cái kim để người ta sâu vào. To. Đấy, được một đoạn này nè. Vòng của nó. Ai muốn đưa bố chè chân lên nó chèo. Đấy, vòng lành của nó. Đeo vào tay. Đấy. Nhìn là vòng đứt. Hai cái đứt à? Đứt một cái. Đâu rồi? Cái chun bị nắng xáo đi. Sâu vào. Rời thất lạc đi một số hạt. Dấu đất à? Hả? Dấu đất à? Bó hết rồi. Biết bắn đi lung tung. Đang sâu con quay. Tí chân lên. Đấy. Nối lại nha. Nối lại nè. Để lấy bà tìm. Để lấy cái nước mà sâu. Kiếm cái dây khác. Đấy. Nối lại để được một cái vòng chứ. Tay chắc tay bé đâu vừa. Đấy. Đẹp quá. Đây là cái vòng lành này. Về cho bé đeo. Xong rồi. Chào cả nhà nhé.